mời cộng đoàn gọi là trên 12. Xin Thiên Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa xin sai Thánh Thần Chúa đến và xin đánh thân khổ và trái đất. Lạy đền hồn tôi ơi, hãy Chúa trong cuộc vượt qua của Chúa.
Cái cộng đoàn chúng ta đã đi được 2 tuần 3 tuần tâm. Chúng ta đã nói đưa cộng đoàn Ấn Độ sơ khai để lắng nghe lời rao giảng cái ma và sự chết và sự phục sinh của Chúa. Chúng ta đã phun rọc đời sống của chúng ta theo gương mẫu của các tổ sơ khai, phun rọc theo mầu nhiệm vượt qua của Chúa, nghe qua các lời tâm. Và chiều cao một bước nữa, chúng ta được mời mọi hãy phun rọc và thực hiện nơi chính con người chúng ta, trên xác thịt và trong chính tâm hồn chúng ta, một cuộc vượt qua của chính mình, để cách hiện cuộc vượt qua của Chúa, chết và sống lại. Chết cho con người cũ để sống lại cho con người mới, để chúng ta mặc lấy con người tinh khôi của Thánh Thần. Cho nó vẫn được hy vọng từ năm tính năm y và năm quận kể lại câu chuyện triều đình là như nào đã cùng họ làm để bàn kế để giết Thánh Gioan Kim Khẩu, bởi vì ngài đã thẳng thắn lên tiếng tố cáo những hành vi sai lầm và tội lỗi của nữ hoàng. Phương án đầu tiên để xử Thánh Gioan Kim Khẩu đó là bắt ngài bỏ tù. Nhưng mà các quan cho rằng phương án này không có đem lại một ích lợi gì cả, bởi vì nếu bỏ tù thánh nhân thì thánh nhân càng thích, bởi vì ở trong tù có nhiều người nhân để cầu nguyện vì của Chúa. Nếu mà bỏ tù ông ta thì như vậy là đúng theo cái nguyện vọng của ông ta. Trên phương pháp hai đó là cho hình phạt, đó là đi lưu đày. Nhưng mà nghĩ lại, bắt đi lưu đày cũng được, bởi vì đối với thánh nhân nơi nào cũng là đất của Chúa, nơi nào cũng là thực phẩm của nước Thiên Chúa, cho nên lưu đày cũng không có ý nghĩa gì đối với ngài. Phương thứ ba là sẽ tử hình, nhưng mà cũng không có ổn, bởi vì tử hình là một cách để trao chịu thiên tử đạo cho thánh nhân, đó là điều thánh nhân mong muốn. Trên cả ba cái phương thế bỏ tù, lưu đày và tử hình đều không có một cái lợi gì cả đối với đại sứ nhân. Trên cuối cùng họ ra quyết định đó là làm sao để cho thánh nhân phạm tội, nhưng mà điều đó lại không thể, bởi vì thánh nhân thà chết chứ không thà phạm tội. Sau khi cái câu chuyện đó, Đức Huy kết luận: nếu con chỉ sợ tội mà thôi thì con sẽ làm được mạnh mẽ hơn bao giờ. Thưa cộng đoàn, bầu nhiệm vượt qua được thực hiện nơi chúng ta khi chúng ta dám trọng lượng sống cho Chúa và chết cho tội lỗi. Và quan trọng nhất để chúng ta thực hiện cùng vượt qua trong chính con người cũng xác thiệt vào trong bộ của mình, đó là một Cô Rinh Tô chương 5 câu 7: anh em hãy đoạt bỏ mê cũ để trở thành một mới, vì anh em đã bằng không nghe. Quả vậy, Đức Kitô đã chịu hiến tế hết lòng trên vượt qua của chúng ta. Cho nên chúng ta cũng được mời gọi phải hiến tế chết cho con người cũ. Các phật giá của Đức Kitô chỉ đóng lên với ngài và được sống lại như thế này. Cho nên chiến thắng về một nhiệm vượt qua, đi vào cái nước mà thì phải thực hành metanoia, tức là hoán cải, nghĩa là tâm tâm. Và tâm tâm là gì? Nếu phải là phun rập theo một nhiệm vượt qua. Thomas Kempis đã viết trong tác phẩm đầu tiên mà chúng ta đã đọc, một tác phẩm hàng nên ở nhiều người thăm, đó là Vương Chúa Giê-xu. Thomas Kempis viết như sau: Chúa Giê-xu luôn có nhiều người yêu mến nước trời đi theo ngài, nhưng là có rất ít người muốn phát thập giá với ngài. Chúa Giê-xu có nhiều người mong muốn sự an ủi từ nơi ngài, nhưng lại ít người muốn chấp nhận những thử thách cùng với ngài. Chúa Giê-xu có nhiều người muốn ngồi nhục địa cùng với ngài, nhưng lại ít người muốn ăn chay. Tất cả người theo Chúa coi chừng đều muốn hạnh phúc với Chúa,
nhưng là ít người cũng chịu đau khổ với Chúa. Nhiều người theo Chúa đến chỗ bẻ bánh để đồng bàn với Chúa, nhưng ít người lại muốn uống cạn sẽ đau khổ của Chúa trên thập giá. Nhiều người tôn sùng các ngài của Chúa, nhưng ít người tôn sùng thập giá của Chúa. Người ta muốn theo một Chúa Giêsu không thập giá, hoặc ngược lại muốn gắn thập giá mà không từng theo với Chúa Giêsu, đó là nguy cơ. Chứ cuộc vượt qua chúng ta cần phải thực hiện để đi vào trong cuộc sống mới của thần khí, là loại bỏ nên cũ để trở thành cuộc mới, để đồng thời một dạng của Chúa Giêsu cho cuộc tử nạn phục sinh. Vì vậy chúng ta muốn suy nghĩ về cuộc vượt qua của con người, và ngay từ đầu vẫn được gắn liền với cuộc vượt qua của Chúa, và được các giáo phụ định nghĩa như là cuộc vượt qua đi từ nét xấu của nhân đức, từ tội lỗi đến ân sủng. Đó là cuộc vượt qua mà chúng ta thực hiện. Còn là biết các chỉ thị của sách Sách Thánh, hôm trước để vượt qua, người phụ nữ trong nhà phải thắp đèn lục lọi mọi ngóc ngách trong nhà, xem ra có chút bánh có men nào không. Nếu có thì phải vất đi và phải lau nhà thật sạch để có thể xứng đáng cử hành để vượt qua cái bánh không men. Thánh Môn đồ Phaolô muốn cho thấy thói quen ấy hàm chứa bài học luân lý trong đã vượt qua của Kitô giáo, trong đã vượt qua của từng người chúng ta. Chúng ta phải lau chùi vô nhà tâm hồn bên trong của mình, xóa bỏ những gì là tội lỗi để có thể mừng lễ với bánh không men là lòng tin truyền và chân thật, tức là với tâm hồn thánh thiện không còn dây dưa với tội lỗi. Chúng ta được mời gọi tới cái cửa tâm hồn và đời sống của chúng ta, nếu chúng ta muốn thực sự đi vào khám sát cuộc sinh của đời sống mới cho chúng ta. Như vậy, những hiến tế của Chúa Kitô và việc dấn thân sống đạo đức của chúng ta, hay dùng từ phụng đức, là phần nào cho thấy mình sống đạo đức, có một mối liên hệ gắn kết với nhau. Roma chương 6 câu 1 nhấn mạnh tới mối liên hệ này như sau: nếu Kitô đã chịu chết vì chúng ta, thì tức là chúng ta hết thảy đều đã chết rồi. Nếu Kitô đã chết cho tội của chúng ta, thì tất cả chúng ta theo lý cũng phải chết cho tội. Nếu Kitô sống lại, thì chúng ta cũng được bước vào đời sống mới. Đó là niềm hy vọng và là thực tại chúng ta đang sống. Nên thưa cộng đoàn, cuộc vượt qua của Chúa Kitô, cuộc khổ nạn sinh này sẽ không mang lại hiệu quả nếu nó không trở thành cuộc vượt qua tự thân. Trong hiến pháp đầu tiên của cha tổ phụ, những số đầu tiên và những số đó đọc lại hiến pháp chúng ta đang sống, tên những đời sống năm tu như là đời sống của những người bước theo thập giá để chết với Chúa và ca tụng hồng ân phục sinh để được sống lại với Chúa. Chúng ta sống đời sống cầu nguyện hy sinh đó không phải là vì lý do của ơn cứu độ, mà chúng ta cầu nguyện hy sinh khổ chế xa lắm trần thế để chứng nhận ơn cứu độ, mà phải ngược lại, vì chúng ta được cứu độ, đã lãnh nhận ơn cứu độ từ cái chết của Chúa Giêsu Kitô, cho nên chúng ta có đủ sức, có đủ cái sức mạnh của Chúa để sống cuộc đời cầu nguyện hy sinh, vân vân, như là một cuộc vượt qua mới trong cuộc vượt qua của Chúa. Thế nên không phải chúng ta thanh tẩy tội lỗi của mình, tự mình với sức riêng để thanh tẩy tội lỗi của mình, để chúng ta được chung cứu, để chúng ta được thoát khỏi cám phạt. Nhưng ngược lại, vì chúng ta đã được cứu, Đức Kitô đã chịu sát tế vì tội lỗi chúng ta, cho nên chúng ta có thể hiện cuộc vượt qua nơi chính mình. Tương lai, nếu người Kitô hữu có mặt sống trong tội, như thế chắc là người ta có thể vừa sống trong tội lỗi, vừa sống trong ân sủng. Đó là điều không thể. Một người không thể vừa sống và vừa chết.
Một người không thể vừa có vẻ mà lại vừa tự do. Có tình thứ nhất, cái đầu tiên của cuộc vừa qua nơi tôi đó là thanh tẩy tội lỗi. Trong một quy tôi chương 5 câu 7, anh em hãy loại bỏ men cũ để trở thành người mới. Thì đã bao hàm tới từ người gọi thanh tẩy. Thanh tẩy có liên hệ trực tiếp hơn với cái chết của Chúa, còn thanh tân liên hệ với sự sống tạo. Hai việc thanh tẩy và thanh tân không phải hai việc khác biệt nhau, nhưng nó mối liên hệ mật thiết với nhau. Thanh tẩy loại bỏ tội lỗi, chết đi cho tội lỗi là điều kiện để thanh tân, để là làm mới lại hay là đi vào cái sự mới. Vì không thể có đời sống mới mà không có sự thanh tẩy là đoạn chuyển tội. Ngày hôm nay thật là khó khi nói về vấn đề tội, tức là khi dẫn đến tâm chúng con ngày khi nói về vấn đề tội, về bản thân mình cũng tội, mình đã đạt được cái tội ở mức nào mà lại nói về tội. Và nhất là người ta càng ngày nói về tội, khi mà cảm thức về tội của con người trong ngày hôm nay nó càng ngày càng sai tàn đi. Nhưng mà con nghĩ chúng ta đã qua 2/3 tuổi thành tân, chúng ta cần phải đối diện với chính mình. Sau khi đã đối diện với Chúa, đã gặp Chúa, chúng ta tự gặp mình trong thân phận bi đát đó. Thế rồi chúng ta mở cái niềm của con. Đối diện với tội lỗi là vì Chúa hỏi chúng ta, Chúa muốn chúng ta tránh xa tội, từ cái loại bỏ men của con người cũ. Ai nấy đều phải thực hiện một cuộc vượt qua này cả nếu muốn vượt theo được tiền đồ. Vì tất cả chúng ta còn che giấu nhiều thực trạng đáng buồn là thực tại tội. Trên một Gioan chương 1 câu 8 câu 9 đã được viết rằng nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội, chúng ta tự lừa dối mình và sự thật không ở trong chúng ta. Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa là đấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho chúng ta và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính. Nhưng tội nào đây? Tôi sống trong tu viện, tôi đọc kinh một ngày 7 giờ, tôi làm bao nhiêu việc lành, tôi nguyện tâm lâu giờ, vậy thì tôi phạm tội nào đây? Chúng ta phải nhận ra tội nào đây để xin Chúa thanh tẩy. Điều gì trước hết là những tội ta phạm hàng ngày. Giacôbê nói tất cả chúng ta thường hay vấp ngã. Giacôbê chúng ta không hẳn hỡi người công chính, khi khẳng định rằng chúng tôi đứng vững thì hãy có chân kéo ngã. Nhưng nếu chỉ dừng ở mức độ là những lỗi phạm này và hàng ngày thì cách nhìn dường như khá biến diện, vì chỉ nhìn thấy hậu quả bên ngoài của tội mà thôi. Thánh Gioan hôm nay khi nói về tôi ở số ít hơn là ở sứ nhiệm, thì gọi đó là tội thế gian. Thánh Phaolô thì phân biệt rõ tội như là một tình trạng. Roma chương 7 câu 17, tôi là một tình trạng, nghĩa là tôi vẫn ở trong tội. Để phân biệt với tội tỏ ra bên ngoài, có hai chữ tích tội ở trong tôi. Nhớ định nói từ khi hoài thai cho nó hoài thai trong tôi. Tội ở trong chúng ta để phân biệt tội được thể hiện, được bộc lộ ra bên ngoài. Roma chương 6 câu 12 các bạn đồng biết, vậy tội đừng có thống trị thân xác và chết của anh em nữa, khi anh em phải nghe theo dục vọng thân xác. Anh em đừng dùng chi thể của anh em như khí cụ để làm việc bất chính phục vụ cho tội lỗi nữa. Cho nên chúng ta biết nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, đúng cây giữ từng thốc, đó là đúng cây mà hay là cỏ mà chỉ khác cái ngọn nó thôi thì sẽ còn mọc lại. Cho nên chỉ dừng lại ở việc lo lắng hay loại bỏ cái tội xảy ra hay là thực hiện ở bên ngoài chưa đủ, mà còn phải hướng cái gốc rễ của tội nó nằm sâu trong cơ thể chúng ta. Như vậy thì còn tìm cách chống lại tội phạm thường ngày chưa đủ. Cần phải có hành động chuyên để hơn đối với tội,
chỉ những ai có hành động này có thật sự là của vượt qua đức thực của Chúa, đó là đoạn tuyển của tội. 1 Phê-rô 9:4-1. Cần phải hủy diệt tội để không còn làm nô lệ cho tội. Rô-man 9:6-6. Vậy thì phải làm cách nào đây để đoạn tuyển với tội? Không thể chỉ dùng ý chí của mình để mà đoạn tuyển. Tất cả chúng ta đều muốn nhau phạm tội, nhưng mà điều chúng ta muốn là chuyện và đến tận được thì thôi, là phải là chuyện khác. Thực tại của tôi phải nằm sâu trong chuyện ý muốn của mỗi người. Thực tại đó là con người cũ của ta, là thứ tự ái của ta, là trái tim bằng đá của ta. Ezechiel 11:9. Và đầu thứ ba, hắn không được nhớ tội là gì? Thưa đó là sự vô đạo, là sự không công nhận, chối bỏ và vô ơn Thiên Chúa, không biết tạ ơn, không biết nghe tổ Thiên Chúa, chối bỏ Ngài và chỉ ca tụng và tạ ơn với tôi của mình. Chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần và sức mạnh để chúng ta chạy đến con chiên Thiên Chúa đứng xóa tội trần gian, để chính Ngài xóa tội